Sáng ngày 17 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Lương đã tổ chức hội nghị triển khai kế trồng trọt năm 2021, phương án sản xuất vụ đông và công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 2 năm 2020 đến toàn thể các ban ngành đoàn thể, các thôn bản trên địa bàn xã. Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả sản xuất vụ đông năm 2020 và kết quả sản xuất trồng trọt trên địa bàn xã, đồng thời đề ra phương án sản xuất trồng trọt năm 2021, triển khai sản xuất vụ đông năm 2020-2021. Trong năm 2020, sản xuất trồng trọt trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết, khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất và làm chậm tiến độ gieo trồng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền, các thôn bản cùng sự cố gắng nỗ lực của nhân dân, sản xuất trồng trọt năm 2020 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng diện tích gieo trồng đạt trên 551 ha, sản lượng ước đạt 2.100 tấn, đạt 97,2% kế hoạch. Trong sản xuất vụ chiêm xuân, các thôn đã thực hiện gieo trồng cơ bản đúng cơ cấu giống chủ lực và thời vụ gieo cấy theo hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân huyện. Cơ cấu các loại giống lúa có chất lượng cao ngày một tăng, chiếm hơn 50% diện tích gieo cấy. Các hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất cơ bản đáp ứng yêu cầu. Giống cây trồng đảm bảo về số lượng và chủng loại giống theo cơ cấu. Các công trình thủy lợi được đầu tư cải tạo nâng cấp, phục vụ ngày càng tốt hơn cho sản xuất. Các dịch vụ về cơ giới hóa trong sản xuất ngày một phát triển. Về sản xuất vụ thu mùa, toàn xã gieo cấy được 160 hectare lúa, năng suất ước đạt 50 tạ trên 1 hectare, cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng diện tích sản xuất vụ đông năm 2019-2020, toàn xã là 34,5 hectare, đạt 61,6% kế hoạch, tổng giá trị xuất ước đạt 700 tỷ đồng. Năm 2021, xã Đồng Lương triển khai kế hoạch gieo trồng dự kiến đạt trên 551 hectare, trong đó cây lúa là 295 hectare, năng suất 50 tạ trên 1 hectare, sản lượng trên 1.400 tấn. Cây ngô 160 hectare, sản lượng đạt 460 tấn, rau màu các loại là 53 hectare, sản lượng đạt trên 111 tấn. Tổng diện tích gieo trồng cây trồng hàng năm đạt 653 hectare, trong đó vụ đông là 9 hectare, vụ chiêm xuân là 273 hectare, vụ thu mùa là 290 hectare, sản lượng lương thực trên 1.700 tấn. Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 2 năm 2020. Theo đó, lịch tiêm phòng trên địa bàn xã sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2020. Để triển khai có hiệu quả phương án sản xuất vụ đông năm 2020-2021, kế hoạch trồng trọt năm 2021 và công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 2 năm 2020, các đại biểu đã tập trung thảo luận từ những hạn chế của công tác sản xuất tiêm phòng những năm trước và đưa ra phương án cách làm hiệu quả trong sản xuất trồng trọt và tiêm phòng ở địa phương.